bắt nước ha, giờ nước nó sôi lên tăng rồi, bây giờ mình bỏ đường phèn. Ok, hôm nay mình nấu chè sâm bổ lưỡng. Ok, chỉ cho các bạn nấu sâm bổ lưỡng nha. Bây giờ mình bắt cái nước lên xong mình bỏ hở. Bắt nước lên, nước sôi tăng mình bỏ đường phèn vô. Đường phèn như này đây. Một gói đường phèn luôn. Ồ, một gói đường phèn luôn. Rồi, cái này chắc cỡ 2 lít nước hả? Đúng là 3 lít ạ. 3 lít rồi. Đây nha. Đó, bỏ hết đường phèn vô. Rồi để cho nó tan ha. Tan được. Bên này là cái này là gì? Cái này là hủ tai. Hủ tai hả? Muốn bỏ này dưới không? Để nó đi. Bỏ bên kia. Hủ tai giờ mình đem đi rửa cho thiệt sạch. Mình ngâm này còn bao lâu bác? Ngâm là nó thấy nó nở ra là được rồi. À, phải nở. Hủ tai mình nó nở. Vậy kiểu nó nở ra kiểu giống gì nè. Ấy, cậu nó cỡ bự nha. À, hay chưa? Ngâm khoảng nửa tiếng rồi được rồi. Cái tô bún đó đây mấy cô. Rồi. Đây. Rửa mấy nước. Thấy nó nhớt nhớt rửa vậy à? Nào mà nó hết nhớt. Ồ, rửa cho hết nhớt luôn. À. Coi như mình lấy hết luôn, không chừa bỏ một cọng nào luôn. Rửa bằng nước lạnh. Rửa bằng nước lạnh thôi. Mình cứ dồi nó giống như giặt nó vậy hả? Ừ, rửa sạch. Nó ra hết nhớt luôn. Tại vì nếu mà nó nhớt thì nó sẽ mau hơn chè. Nó sẽ được thiêu chè. Làm rồi kìa nó sẽ bị nhớt. Thì ăn thua là cái đây nè. Là quan trọng nè. Giờ còn nhớ không? Còn. Còn hả? Xả nhiều nước lắm. Xả phải là 5 tháng nước. Cảm thấy không còn nhớ nữa là được. Nhưng mà tệ nhất cũng 5 số nước đó. Mất là 5 số thì nước nó mới hết nhớ là được. Đó, cái cách rửa rong biển để cho nó hết nhớt thì làm kiểu này thì nó sẽ hết nhớt. Sao bắt đầu mình này xong rồi đó hả? Chưa nữa hả? Cũng còn nhớt hả? Nhớt hả? Con gái mình nó feel à, nó touch để nó learn á. Còn nhớ ha. Rồi. Nếu chừng nào mà cảm thấy hết nhớ là một lần nữa. Này giống như giặt đồ vậy. Có cái gì mình nấu. Coi như quan trọng là cái khâu này nè. Cái này là phải rửa thật là sạch nha. Nãy giờ hả, coi như là mình hả dồi hả cũng mấy nước rồi đó. Mà nó vẫn còn nhớt á. Cho nên phải ráng rửa cái khâu này thiệt là hở kỹ nha các bạn. Kìa, trong khi bên đó má mình vẫn tiếp tục làm cái rong biển giặt cho nó sạch, rửa cho nó sạch. Thì bây giờ mình cho các bạn coi cái nước mình để mình bỏ đường phèn vô đó. Bây giờ cần lấy muỗng quậy cho nó tan ra không ta? Ok, bây giờ mình ngồi trừ cái lỗ tai đó, rong biển đó mình lấy cho sạch thì mình gồm có sen, táo tàu, kỷ tử, nhãn dục, táo tàu khô, với lại kỷ tử tiếp,
có nấu cái bún mắm tiết này không? Không hả? Không. Rồi đó. Thì hở mình đó là hở những cái ingredient, những cái cần thiết để mình nấu cho chè sâm bổ lượng. Bây giờ mình rửa sạch. Rồi xong mình bỏ vô hở trong cái nồi này. Nhỏ để mình luộc xong. Mình luộc xong rồi mình bỏ vô nồi lớn phải không? Sen tại vì sen á mình hở không có bỏ, tại vì mới nãy lúc nãy mình bỏ vô nồi lớn luôn, nhưng mà thật cái này mình đừng có bỏ sen thẳng vô cái nồi nước đường nè, là tại vì hở bỏ vô là nó sẽ bị sượng sen liền nha. Cái này là cái sen riêng rồi xong nấu nó chín xong mình mới bỏ vô nước đường. Bữa này táo giờ mình mở nước ra mình ngâm táo tàu. Ồ táo tàu kia này nhãn dục. Ồ nhãn dục chứ, nhãn dục rồi xong mình để vô mình ngâm cho nó nở ra xong mình mới hở nấu. Bỏ hết luôn đi cho nó hay còn nhiều quá. Nhiều quá. Rồi cái này cũng rửa luôn nhớ sạch. Ủa này có chút bẹp. Ok đó là coi như mình hở rửa đầy đủ hết rồi nè. Là mình có lại nói lại ha, mình gồm có táo tàu, kỷ tử, hở nhãn dục với lại bây giờ con coi nước sôi chưa, con bỏ táo vô. Ấy, đừng lấy lại phô tai, cái này gọi là phô tai hả? Đây xong hết rồi, bây giờ mình bỏ táo tàu vô ha. Ok, nãy mấy cái đường phèn á. Một cái hột sen nè, mình vớt bột cho nó mềm. Xong mình mới bỏ vô trong bên kia. Ok, nó chưa ngọt lắm cho nên mình làm bỏ thêm đường phèn vô cho nó ngọt, cho nó ngon. Mình nấu hồi cho táo nó chín đó. Xong bắt đầu mình bỏ kỷ tử vô tiếp tục nha. Giờ mình đang chờ. Mình còn có cái nấm tuyết nữa này nha. Nó gọi là quay phân chi mềm chưa? Chưa mềm thì để chờ nó mềm chứ mềm. Để vậy nó chín rồi á, hao chín rồi đó. Bây giờ mình bỏ kỹ tử vô nè, mình bỏ kỹ tử vô ha. Vậy nè. Rồi bây giờ mình tắt bếp để cho nước nó lát nữa nó ấm ấm, mình không bỏ mấy cái kia vô. Ồ vậy là xong rồi hả? Ừ. Còn mấy kia coi như là chín hết, vậy bỏ vô không có cần nấu cái gì hết. Chỉ có nấu chỉ có nấu táo tàu thôi hả? Nó táo tàu thôi, nó hơi cứng dai thì bỏ kỹ tử vô là mình tắt ha. Chờ để chờ cho nó bớt nóng rồi đó. Để lửa bắt đầu mình mới bỏ mấy cái kia vô. Chứ lửa ấm ấm thôi, còn ấm ấm thì mình bỏ không? Bỏ. Đó là mình thấy đó là chờ cho nó ấm rồi mới bỏ vô. Mình tắt lửa chờ nó ấm ấm xong bắt đầu mình bỏ nhãn dục với lại rong biển với lại nấm tuyết và hạt sen mình đang nấu ở bên này, xong rồi mình bỏ vô hết lên đấy là coi như chè xong mỗi lượng mình là xong. Cái này nấm tuyết thôi, là mình cắt nó ra vậy xong mình bỏ cái bỏ vô chè, lát nó chè nhưng mà nước chè nó ấm nữa mình bỏ vô. Cắt bự quá rồi lại. Nhỏ lại giờ mình đang tỉa đó. Nói chung lấy cái này trắng trắng thôi đúng không? Để trắng mà đừng có bỏ vàng vô. Ok, cái này là nấm nhãn dục mình rửa sạch xong mình ngâm lại cái nước lọc á, để chi để cho nó ra ngọt rồi xong mình đổ vô. Bây giờ cái này nước này mới nãy mình nấu xong xuôi mình rồi giờ mình đổ vô đó. À, ngon chưa? Rồi. Kế tiếp là gì?
Này nấm tuyết thì mình cắt nhỏ nhỏ, nhỏ xong mình bỏ vô luôn. Rồi bây giờ cái sen mình nấu giờ nó được rồi đó, bây giờ bắt đầu mình múc mình bỏ vô trong cái nồi sâm bổ lượng. Ủa nếu mà nói vậy mình khi mình nấu chè sen á thì mình cũng luộc vậy cho nó xong mình nấu nước đường mình bỏ vô vậy cho nó trong hơn, nó mới ngon hơn chứ chứ mình bỏ luộc vậy cái nó đục nước đúng không? Nếu mình nấu chè sen không? Không sao. Ừ, chưa một chè mà thành hai chè luôn. Nó kỹ chưa? Vẫn chưa. Cái này rất là công đoạn rất là gọi là kỳ lắm luôn á, công lắm luôn á, phải hở xả quá trời xả nước luôn để nó không có thiệt là không nhớt, để nó khỏi bị hở nhớt, ăn chè không có ngon, để nó dễ bị hư, mình để lâu được á. Ok, cho nên làm kỹ cái này thì phải làm kỹ cái này nha. Để 10 ngày cũng nửa tháng cũng ăn chè nửa tháng cũng còn hở ngon nữa đó, không bị hư nữa. Đó, dắt nha, dắt cho nó khô ráo xong mình mới bỏ vô chè thì nó mới, cái này là cái mẹo để khỏi bị chè của mình xâm bổ lượng mới không có bị hư mà giữ lâu, ăn được lâu, bỏ vô tủ lạnh á, mình muốn ăn giờ nào mình ăn cho nó ngon, trong khi trời nóng về, trời ơi, đi làm về xả cái này khỏi bị nghĩa cha còn nhớ ly chè xâm bổ lượng múc ra ăn là này nấu với bạn nào mà sẵn mà nếu mà không muốn nấu á, muốn muốn mua chè thì text cho mình biết, message cho mình biết rồi mình nấu mình mình bán luôn. Okay. Rất là dễ thôi, chỉ ăn thua gì mình ngâm này. Từ cái này mình ngâm nó hơi lâu ấy, mình xả nó hơi bị đó. Nếu mà giặt, không ai giặt sớm đó, không ai muốn nấu thì đặt mình nấu cho nồi chè cho. Ok, cái này bỏ vô luôn. Nhờ rồi nè đó, hú tai á. Hú tai tiếng Mỹ nói sao? Dry seaweed hả? Hả anh Thư? Ủa, bỏ chè vô rồi hả? Bỏ hột sen vô, bỏ hột sen vô luôn rồi. Rồi coi như là một nồi chè hoàn hảo. Rất là ngon, hấp dẫn nè, đầy luôn. Còn mà nấm tuyết nữa nè, bỏ vô luôn. Bỏ luôn nè, nấm tuyết hấp tràn luôn á. Có cần múc ra ly không? Rồi xong một nồi chè xăm bổ lượng, quậy lên. Hấp dẫn rồi, nó quậy đi. Chúng nữa con quay cái short cho người ta coi. Rồi Thư qua muốn ăn chè không? Đó con em mình nó sẽ thử ly chè này nha. Coi như cái nồi đó xăm bổ lượng của mình ngon chưa? Oh my god, so good.